đang bị con quái vật đá dí theo. Nhanh lên. Ôi không, trời sao nó chạy nhanh quá vậy. Trời ơi, sao chạy nhanh quá. Hả, phía này là nguyên một cái vực cây tầm ma luôn. À, có một cái dây leo. Nhanh, thoát rồi, ui, thoát rồi. Hả, trời ơi, sao nó lại dí theo kịp rồi. Chạy, trời ơi, sao nó chạy nhanh quá vậy. Chạy, đi, hên quá, ở đây có một cái lỗ để mình chui vô nè. Đi, các bạn ơi, đây là cái bẫy của dân làng ngày xưa nè. Mày quá, mắt nhỏ xíu thì mắt chui vô đây được. Còn con quái vật đá, nó đứng ngoài nó thò tay vô được, nó đang tức tốt kìa. Cái bẫy này làm sao cho nó sập xuống đây ta? Nó móc bởi sợi dây, và sợi dây này được cột bởi cái chỗ này. À, vậy mình phải đánh sập cái chỗ cái cây này á, thì cái sợi dây nó bung ra và cái bẫy mới sập xuống được. Bây giờ để mình suy nghĩ cách làm sao cho cái chỗ cái bẫy này nó sập xuống hay ta. Mấy bạn ơi, mấy bạn nghĩ ra cách gì chưa vậy? Sao mình chỉ thấy đây có hai mầm cây à, mà không biết làm sao hết. Hai mầm cây này ở xa quá. À, bị bắt rồi. Lucy Channel quay lui. Được, mình phải trốn sâu vào bên trong này và suy nghĩ cách để sập bẫy. Chứ đứng đây một hồi thì nó cũng thò tay vô nó bắt mình được à. Hồi nãy nếu không nhờ phép thuật của bà tiên cho quay lùi 3 giây á, là mình tiêu đời rồi. Đầu ở đây nó có hai cái mầm cây, vậy là mình phải làm sao cho cái cây nó sập được cái chỗ hình chữ B này nè, thì sợi dây mới bung ra được. Nhưng mà giờ làm sao đây ta? À, mình biết rồi. Mình sẽ vẽ cho cái mầm cây này nó cong cong lại, để nó lăn xuống nó mới đánh sập được. Cái trò chơi này hay lắm nha mấy bạn. Là nó sẽ mô phỏng theo vật lý đó. Ở ngoài đời như thế nào thì trong game sẽ y chang vậy luôn. Về cân nặng, về vòng quay của các vật thể bên trong này. Bởi vậy Lucy mới nói là phải suy nghĩ thông minh lắm mới giải được á. Ôi mình cẩn thận nha, để cái bẫy nó đánh vô trúng mình là cũng tiêu đời. Rồi. Lên. Rồi, thoát rồi. Mark ơi, tối nay phù thủy sẽ làm phép hoán đổi thân xác với em Lít của con. Cho nên con phải đi nhanh lên, nếu không là không kịp đó. Không kịp luôn hả bà tiên? Nếu đi đường bình thường thì chắc chắn không kịp rồi. Nhưng mà bà sẽ chỉ con một cái đường tắt đi đến lâu đài tên phù thủy. Dạ, bà chỉ cho con lối đi tắt đi. Ừ, con cứ đi thẳng về phía trước đi, bà sẽ chỉ cho con cách đi vào trong cái đường tắt đó. Dạ, hồi trước mắt con phải nhảy qua được cái hố này đã. Cái hố này có nhiều cây tầm ma quá à. Vẽ thẳng không được rồi, phải vẽ cho nó đu đưa vậy nè mới được. Mình mới có trớn mình đu lên. Ây da, coi chừng con tóc độc kìa. Ây da, chạy. Ôi, nó nổ độc ra kìa. Kìa quá. Trời ơi, sao cái này nó rộng như vậy? Hello, trời, có một con quái vật nó ở dưới kìa mấy bạn. Bây giờ mình làm sao để không có rớt xuống dưới là được. Qua luôn. À, trời ơi, nó gầy bẫy kìa. Ây da, có một con ở trên. Hên quá, mình chặt được mầm cây kịp thời chứ không là tiêu rồi. Mấy bạn thấy ghê không? Một con ở dưới, một con núp ở trên á. Mình mà chậm tay một xíu là tiêu rồi. À, mình biết lý do tại sao rồi. Bởi vì có cái camera mắt ma ở đây nè, nó báo động chứ gì. Hèn gì sao nó biết hướng đi của mình. Rồi, ở dưới đấy đi cưng ơi. Bây giờ mình sẽ đi qua. Ý, nhưng mà bây giờ mình leo xuống đất là tiêu liền. Ở đây có mầm dây nè. À, mình biết rồi. Ở đây có một mầm đất, mình sẽ kéo cái dây qua mình cột lại. Đúng rồi. Thôi, đu quá thôi. Dạ. Nó đụng mình không vậy? Trời ơi, liu. Mấy bạn, ngoài đời có từng bao giờ mà phải đu trên cái dây mà ở dưới có quân địch kéo theo không? Nó dí theo mình ghê quá. Thôi, đi thôi.
con hãy đi thẳng về phía trước đi. Đến nơi rồi đó. Đây là hầm mộ của bọn quái vật khổng lồ. Con đi xuyên qua bên trong thì con có thể đến được lâu đài của phù thủy nhanh nhất. Ơi, nhưng mà cánh cổng của nó đã bị khóa lại bởi cái khúc xương to khổng lồ rồi. Bây giờ con phải làm sao đây? Bây giờ chỉ dựa vào trí thông minh của con thôi. Con hãy làm sao mà mở được cánh cửa để đi xuyên qua đi. Dạ. Ôi mấy bạn ơi, bây giờ làm sao mình đi xuyên qua được đây? Cái cửa thì to quá à. Đối với mắt là mắt không thể nào mở bằng tay được rồi đó. Phải suy nghĩ và dùng kế thôi. Để coi ở đây có thế gì không ta. Ở đây có một mầm đất nè. Có mầm dây leo. Ý, có cục đá nữa. À, mình sẽ cho cục đá kéo sập cái cửa. Nhưng mà bây giờ làm sao để cho nó sập đây nè. Biết rồi, đầu tiên cho cái cục đá xuống dưới đây. Rồi. Ở đây sẽ có một mầm dây leo nữa. Mình sẽ dùng cục đá để kéo mở cái cửa ra. Ây da, trời, sao ngắn quá vậy? À, cái dây leo ngắn ngủn à. Bây giờ làm sao đây ta? À, mình sẽ vẽ lại. Vẽ cho cục đá nó dựa dựa vô trong phía bên trong cho nó gần hơn. Như vậy là càng xa hơn rồi. Không được, không được. Phải cho nó càng gần mới đúng. Đó, đúng rồi. Hy vọng bây giờ dây leo có thể kéo tới. Yeah, vừa tới luôn. Rồi, chuẩn bị nha. Đánh sập nó luôn. Yeah, cục đá đã kéo nó sập rồi. Yeah, yeah, yeah. Rồi, giỏi lắm má. Bây giờ con hãy chui vào trong đường hầm mộ này đi. Đây là vùng cấm địa của bọn phù thủy. Nên vào đây á, là phép thuật của bà sẽ suy yếu. Nên bà không thể nói chuyện được với con. Và cũng không thể giúp đỡ con được đâu. Hả? Con phải chui vô lòng đất một mình con hả? Ôi ơi ơi, con sợ bóng tối lắm. Con không đi lối này đâu. Không sao đâu con. Ta nghĩ con làm được mà. Con là một đứa trẻ dũng cảm. Chuyện bóng tối đâu có gì đâu phải sợ. Mà con nghĩ xem, em con đang đợi con đó. Chỉ còn có vài tiếng nữa thôi. Nếu con càng chậm trễ thì em con sẽ không cứu được nữa. Nhanh lên nào. Bà đợi con ở phía ngoài, bên kia cánh cửa của đường hầm nha. Dạ, con sẽ cố gắng. Rồi, chúc con may mắn. Ôi trời ơi, trên kia có cái đầu lâu kìa mấy bạn ơi. Ủa, tại sao nó lại đẻ đó ta? Đâu mình vẽ thử mầm cây ra thử. Ồ, thì ra đây là hầm mộ, cho nên mình phải chui xuống dưới này. Ây da, trời ơi. Ý, có cái mắt ma kìa, nhổ nó ra luôn. Ra đa về cho ông phù thủy hả? Ôi, mình bắt đầu chui xuống hầm mộ rồi đó. Còn có đầu lâu nữa kìa, ây da, cao quá. Phải đẩy cái đầu lâu này tới để mình leo lên mới được. Đầu lâu này là của bọn quái vật khổng lồ nè. Ây da, sao dưới này nó tối thui vậy mấy bạn ơi? Trong game á nó tối thui tối mờ luôn á mấy bạn. Mà Lucy phải nâng sáng lên, phải chỉnh độ sáng lên mấy bạn mới thấy đường được đó. Ui trời ơi, sao càng lúc mình càng xuống sâu hơn nữa. Cái hầm mộ này nó sâu quá à. Ý dạ, cây tầm gai kìa. Cẩn thận, cẩn thận. Ý dạ, dạ, mình mà lọt xuống này là tiêu đời. Ây da, sao mình thấy lạnh sống lưng quá vậy ta? Dưới này lạnh và tối quá à. Bà Tiên ơi, con run quá à. Còn xa nữa không vậy bà Tiên? Ờ, mà quên, bà đâu có nghe mình nữa đâu. Bây giờ mình có than vãn cũng không có ai nghe hết. Mình đành phải cố đi thôi. Wow, nguyên cái lỗ gì dưới vậy? Trời ơi, xung quanh toàn là đầu lâu với xương không à. Bây giờ rồi mình đi đâu tiếp đây? Giờ không có ai để mình hỏi hết. Tiếp theo đây mình phải làm gì đây mấy bạn? Qua video này, Lucy hướng dẫn các bạn chơi game Hành trình giải cứu em trai của Max. Trải qua từng platform, từng tình huống cần phải động não mới có thể chiến đấu với tên phù thủy độc ác để cứu đứa em trai tội nghiệp. Khi các bạn thấy video này hay,
thì hãy cho Lucy một like, một đăng ký thành viên trên kênh Lucy Channel này nha. Nếu các bạn có chơi thì hãy nhớ mua bản quyền chính hãng của Microsoft nhé.